Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem một cái đám bầu, cũng như là sẽ chia sẻ cho các bạn về khoảng cách trồng khi mà anh em trồng bò đất ha. Xem. Thì về khoảng cách trồng á các bạn, thì các bạn thấy nè, ở đây là có cái bạc nữa không? Thì mỗi bạc như vậy là nó đều có một cái lỗ như thế này nè. Thì chúng ta sẽ bỏ một hạt giống ở đây nha các bạn ha. Và chúng ta sẽ không trồng nữa, và chúng ta sẽ trồng ở cái phòng bên đây. Có nghĩa là chúng ta là cứ một mắt trồng và một mắt bỏ nha các bạn. Đó. Thì các bạn xem đây là một cái mô hình đang trồng kinh doanh. Đây, quay cho mọi người xem cận cảnh về cái khoảng cách trồng ha. Vì khi các bạn trồng bầu mà nó bò đất thì nó sẽ có những cái lượng chèo khi mà mình ngắt đọt nha các bạn ha. Để mình quay cho bạn xem một cái dây bầu mà mình mới ngắt đọt ha. Đây các bạn. Thì khi mà mình ngắt đọt như thế này nè, thì sẽ ra những cái tán chèo, một chèo nè, hai chèo nè. Đó. Đây mà đang trồng kinh doanh trên nền đất thịt nha các bạn ha. Các bạn xem mô hình rất là ok nha. Thì cái này thì nó trồng vào cái mùa này thì nó cũng rất là ổn định, tại vì nó còn nắng nha các bạn ha. Chứ mà chúng ta trồng vào những tháng mưa cái giá nó rất là rẻ, và thậm chí nó bệnh rất là nhiều. Ví dụ như nó bị bệnh sương mai nè, bọ trĩ nè, nó làm thung ngọn trên bầu bí của mình. Đấy các bạn xem. Để mình qua khúc mát mình quay cho các bạn xem ha, tại vì ở đây nắng quá. Các bạn nhìn nè. Thì hạt giống ở trên thị trường các bạn thì nó có rất là nhiều loại bầu nha các bạn ha. Nhưng mà các bạn chọn những cái dòng F1 là đã rất là ok rồi. Nó tầm đâu khoảng đâu là 60 ngày là mình có thể là mình thu hoạch trên cái bầu này nha. Nè. Đó. Rãnh nước này nó rất là đều nha các bạn ha. Để mình quay cho các bạn xem. Thì bạn nào đang xem kênh của mình mà chưa đăng ký kênh đó, thì hãy đăng ký nha các bạn. Hôm nay là chủ yếu để chia sẻ cho bạn về cái khoảng cách thôi. Thì thấy có mấy bạn hỏi mình khi mà trồng bầu về cái khoảng cách trồng nó như thế nào á, thì ở đây là khoảng đâu là 6 tấc ha. 6 tấc cho một gốc nha các bạn thì nó mới chuẩn nha. Đấy, các bạn xem. Và cái giá thể ở đây trồng chỉ là cái sơ dừa thôi. Đây mọi người xem nè. Đó, sơ dừa nha các bạn ha. Mình nên chuẩn bị cái sơ dừa để mình trồng thì nó sẽ đạt hiệu quả hơn. Nhưng mà sơ dừa ở đây mình phải xử lý chui. Đây nè, mình phóng to cho mọi người xem. Rất là ok nha các bạn. Tại trời nắng mình làm biến qua khúc đó mình quay. Bên kia là trồng bắp nha các bạn ha. Trồng này cũng hay bị héo dây nha các bạn ha, do cái giá thể của mình cũng như là cái mà đất của mình nó còn bị tiến trùng thì có dây nè. Đó, nó muốn héo nha các bạn. Nhưng mà cơ bản thì nó rất là ổn nha các bạn. Khi bầu bí của mình á mà nó đạt khoảng đâu là 1 mét mấy, gần 2 mét các bạn, thì các bạn nên ngắt ngọn cho nó nha. Nè, ngắt ngọn cho nó. Cái ngọn này thì mình cũng có thể là mình bán được nha các bạn ha. Bán sỉ là 15 ngàn một ký á. Rồi thì video ngày hôm nay là chia sẻ cho các bạn tới đây về khoảng cách trồng trên bầu ha. Bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình nha. Rồi mình cũng xin được là mến chào nha.